Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding on Korugatech. Mệnh danh là chiến thần trong thế giới của Kabuto. Những người sử dụng nó lại là Kagami Arata. Liệu anh ta thật sự chiến với cái tên gọi chiến thần đó? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với tất cả form của Korugatech. Mình là Riding on, bắt đầu clip nào. Second Rider trong series của Kabuto là một điều vô cùng đáng tranh cãi với cộng đồng Toku. Có thể mọi người cho là The Bee, cũng có người cho là Korugatech. Nhưng trong video lần này, chúng ta sẽ bàn tới chàng trai Kagami Arata, người đã trở thành cả hai Rider. Tất cả những form về Gatech sẽ là đề tài ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi bắt đầu phần Rider, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Kagami Arata là ai, quá trình của anh ta như thế nào trước khi anh ta được chuyển hóa thành Gatech, một trong những Rider chỉ xuất hiện ở nửa sau của phim mà thôi. Kagami Arata, anh ta là một đặc vụ cấp thấp của Z, chỉ vừa gia nhập tổ chức này không bao lâu, nhằm mục đích trả thù những người thân đã bị Worm tấn công. Nhiệm vụ chính của anh ta là giám sát những trận chiến của lực lượng Z chống lại đám Worm. Ngoài công việc tại tổ chức Z, anh ấy còn làm việc cùng với cô gái Hiyuri tại một nhà hàng. Arata là một người có trái tim nhân hậu, nhưng bản tính của anh thường bốc đồng và hành động không suy nghĩ tới hậu quả, đã làm cho Tendo, Koro Kabuto rất nhiều lần rơi vào khốn đốn. Những suy nghĩ bốc đồng này đã giúp anh xém trở thành Kamen Rider Kabuto khi chống lại lệnh của tổ chức và sử dụng chiếc driver của hệ thống Rider System. Lý do mà Kagami gia nhập tổ chức Z cũng dần được hé lộ những tập sau. Em trai của anh ta đã bị tấn công một tên Worm và hiện tại đã bị giả dạng bởi chúng. Cũng trong cùng tập phim này, anh ấy đã gặp gỡ tên Worm giả dạng và có những quyết định khó khăn. Tendo, Koro Kabuto đã ra tay để tiêu diệt tên Worm này. Trước khung cảnh đó, Arata đã thề sẽ vượt qua Tendo một ngày nào đó không xa. Chương tiếp theo, khi Rider thứ hai, Rider The Bee xuất hiện, anh ấy đã đem lòng ngưỡng mộ chàng trai trở thành The Bee. Nhưng khi anh ta đã không còn đủ tư cách vì chỉ mong muốn đánh bại Kabuto, The Bee Zester đã rời bỏ hắn và chọn Kagami, người đã đứng ra để bảo vệ những người đồng đội khác trong Shadow, một lực lượng đặc biệt của Z dưới trướng của The Bee. Tưởng chừng như sẽ trở thành The Bee trong những tập tiếp theo, nhiệm vụ chính của anh là tiêu diệt Kabuto, nhưng với tình bạn của mình dành cho Tendo, mặc dù anh ta thì không nghĩ vậy, Arata đã từ bỏ tất cả cũng như sức mạnh của The Bee và trở thành người bình thường. Đó là những sự kiện trước khi anh ấy có được sức mạnh của Gatech Zector, một thí nghiệm cuối cùng của tổ chức Z nhằm tạo ra Rider System mạnh nhất với tên gọi chiến thần Gatech. Tất cả những người trong lực lượng Z đều được cử đến nhằm mục đích tuyển chọn ra người phù hợp. Nhưng chiếc Zester này quá hung hãn, nó tấn công tất cả những người được lựa chọn và không chấp nhận bất kỳ ai mong muốn có được sức mạnh để đánh bại Worm. Nhưng đáng tiếc Kagami cũng không được Gatech Zester chọn. Anh đã bị nó từ chối và đánh cho trọng thương. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã giải cứu một cậu bé mang tên Makoto. Thật không may, cậu bé ấy lại chính là Worm giả dạng. Hắn ta ra tay không thương tiếc với Arata và khiến anh tử nạn. Nhưng một người bí ẩn đã đem chiếc driver kết nối với Gatech đến bên người của Kagami. Anh đã được chiếc hắc lưng này hồi sinh. Cũng nhờ đó, Gatech Zester đã chọn anh, một người có đủ lòng can đảm để đương đầu với Worm. Kẻ sẽ trở thành chiến thần Gatech. Đứng dậy với lòng quyết tâm của mình, anh đã nắm chặt Gatech Zester và chuyển hóa. Tạo hình của Gatech Zester tương tự như Kabuto Zester, cũng giống như việc chuyển hóa từ Rider. Nó là loại bộ cánh cứng với cặp càng khổng lồ, trên toàn bộ cơ thể được phủ một màu xanh dương, cùng với những chi tiết được tô điểm bằng vàng kim và một chiếc nút vàng để sử dụng đòn Rider Kick. Chiếc càng của Gatech Zester vòng tròn ở giữa hai càng, có thể chỉ là một chi tiết dễ dàng hơn trong việc thao tác cast up của Rider khi mở bung chiếc càng của Gatech Zester về hai hướng. Nắm lấy sức mạnh của thần chiến tranh, Kagami đã chuyển hóa thành hình dạng Market Form trong trận chiến đầu tiên của mình. Market Form của Gatech có tạo hình cũng như tất cả những bộ phận giáp tương tự như Kabuto, chỉ tông màu của nó chuyển đổi từ đỏ sang xanh dương, và phần vai của nấy được điểm tô bằng cặp càng của Gatech trước khi nó đóng lại và chuyển hóa hình dạng Rider Form. Tạo hình gương mặt cũng tương tự như Kabuto ở hình dạng Market Form, nhưng sắc sảo cũng như hung dữ hơn nhiều so với Kabuto. Ngoài những chỉ số cực kỳ tốt ở tất cả hình dạng bao gồm cả Rider Form lẫn Market Form, vì đây là sức mạnh tối thượng mà Z hàng mong ước, sức mạnh của một chiến thần. Tạo hình cũng như vũ khí của nó thật sự cực kỳ khủng khiếp nếu so với những Rider còn lại.
Chỉ ở hình dạng Market Form, nấy được trang bị hai khẩu súng hạng nặng trên vai. Hai khẩu súng này không cần nấy bóp cò mà hoạt động như hai khẩu pháo tự vận hành, với mỗi bên là hai đầu súng riêng biệt. Khẩu súng này mang tên Vulcan, với biểu tượng Z cũng như hình ảnh của Gartek trên phần thân súng. Khẩu súng có sức hủy diệt vô cùng kinh hoàng, khả năng bắn liên thanh với lượng đạn dồi dào. Bất kỳ tên worm cơ bản nào khi rơi vào tầm ngắm của Gartek đều không thể nào chịu nổi sức công phá khổng lồ từ hình dạng này của Gartek. Nếu tạo hình của Market Firm của Kabuto với lưỡi rìu của nấy cho chúng ta cảm giác như một chiếc xe máy ủi nghiền nát tất cả mọi thứ trong phạm vi, thì Gartek giống như một cỗ xe tăng hạng nặng tấn công và hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Tạo hình của Market Firm là thiên về phòng thủ cũng như sức tấn công, kèm với khẩu pháo này gần như có thể nói đây là hình dạng Market Firm mạnh nhất trong tất cả những Rider, xứng đáng với tên gọi của Gartek. Điều đáng tiếc nhất có lẽ chính là khẩu pháo này sẽ biến mất sau khi nấy sử dụng Cut Up trở thành Kauro Gartek ở hình dạng Rider Form. Cũng trong trận chiến với hai tên worm đó, mặc dù sức mạnh của anh ở Market Firm là không phải bàn cãi, nhưng trong thế giới với những tên worm đã lột xác, hình dạng này gần như vô dụng với chúng. Bật chiếc càng của Gartek để anh chuyển dạng thành hình dạng thứ hai mà mọi Rider đều có, Rider Form. Hai phần sừng ở bên vai của anh hợp lại trên phần đầu tạo thành chiếc càng của Gartek. Hai phần súng Vulcan của anh được tách bỏ phần giáp để lộ hai cặp càng của Gartek ở hai phần bên vai. Nó sẽ là vũ khí chính của anh trong hình dạng này. Tạo hình của Gartek với những viền vàng trên phần ngực của nấy tạo chúng ta một điểm nhấn khi nhìn nó giống như những lớp phủ của loài côn trùng, chi tiết và sắc nét. Cặp sừng song kiếm được vác trên hai vai tạo điểm nhấn cực kỳ lớn cho Firm của Gartek, cũng như là Market Firm, Rider Firm của Gartek có chỉ số tốt hơn tất cả những Rider ở hình dạng Rider Firm của họ. Thậm chí nó tốt tới mức đá luôn cả chén cơm của Color Sword, khiến anh mất luôn công việc kiếm tiền của bản thân cũng như nhận ra được thân phận của bản thân mình. Đó là câu chuyện của Sword. Sau khi cast up, anh ấy có được Rider Form và cũng mang trong mình khả năng của tất cả những Rider khác tại thế giới này. Clock up, khả năng này mình đã bàn tới quá nhiều. Nó đơn giản là khả năng gia tốc bắt kịp được tốc độ của những sinh vật worm ở đây. Ở trạng thái cơ bản, Gartek sẽ có một đòn finish mang tên Rider Kick giống với Kabuto. Thay vì nhấn vào ba chiếc chân Zester, anh ấy sẽ nhấn vào bộ phận trên thân của nó, chiếc nút vàng, nhấn vào tiếng vọng 1, 2, 3. Anh ấy sẽ thực hiện đòn Rider Kick. Đòn này cũng sẽ tập trung nguồn năng lượng từ sừng của Gartek chuyển vào đôi chân. Thay vì ra đòn tấn công phản đòn như Kabuto, anh ấy sẽ lao tới kẻ thù, nhảy lên không trung và ra một cú đá giống như cách kẹp của lò bò mà anh ấy đại diện. Kabuto có khả năng chuyển hóa vũ khí sau khi chuyển hóa thành dạng Rider Form. Gartek cũng tương tự như vậy, hai khẩu Vulcan sẽ chuyển hóa thành một cặp song kiếm dạng giống như chiếc lưỡi liềm mang tên Gartek Double Caliber. Với tông màu của hai mẫu này tương tự như nhau, chỉ khác phần viền, một mẫu màu bạc, một mẫu còn lại màu vàng. Chúng là vũ khí đặc biệt do Z chế tạo dành cho hình dạng Rider Form của Gartek. Loại vũ khí này có khả năng chém kẻ thù, được chế tạo từ chất liệu vô cùng cứng cáp. Nó khả năng dùng để đỡ đạn. Cả hai phần kiếm có tên gọi khác biệt nhau. Thanh gươm màu vàng mang tên Plus Calibur, cũng như thanh màu bạc mang tên Minus Calibur. Hai thanh này chỉ khác màu nhau mà thôi. Trong series của Corozio, lần Gartek trở lại, anh ấy còn khả năng sạc năng lượng vào cặp song kiếm này và giải phóng nguồn năng lượng về phía kẻ thù, giống như một miếng chém năng lượng. Kết hợp hai vũ khí này tạo thành một chiếc kéo khổng lồ, giống với hình dạng của một chiếc càng kẹp. Đòn tất sát đó mang tên Rider Cutting, truyền nguồn năng lượng thay vì vào đôi chân, anh ấy sẽ truyền nguồn năng lượng đó vào chiếc càng kẹp vào kẻ thù, hất chúng lên không. Nguồn năng lượng cũng như sức kẹp này sẽ dán vào kẻ thù cho đến khi chúng phát nổ. Hypercast off. Giống Kabuto, anh ấy phải giống tới tận cùng. Trong Hyper DVD Color Kabuto Hyper Battle Bird of Hyper Gartek, anh ấy cũng có được hình dạng Hyper Form của bản thân. Toàn bộ tập phim, anh ấy đã học hỏi tất cả mọi thứ nhằm trở thành Rider, cũng như phong cách chiến đấu giống với Tendo, một con người hoàn hảo. Thật đáng buồn, bản thân anh lại không hoàn hảo như Tendo. Và Kagami đã hiểu ra một điều, một người phải là bản thân mình, chứ không phải là bắt chước một người khác. Sau trận chiến khó nhằn với hai tên worm, vì cố tình bắt chước Tendo và không vận dụng hết được sức mạnh của Gartek Zester, nhận thấy Kagami đã hiểu ra vấn đề, Tendo đã xuất hiện với vài câu đạo lý. Sau đó, anh ta đã triệu hồi hai Hyper Zester từ hai dòng thời gian khác nhau, nâng cấp cho bản thân của Kabuto cũng như là cho Gartek, giúp anh chuyển hóa lần đầu tiên mạnh của Hyper Form.
Ở hình dạng này, Gartek trở nên đô con và vuông vức hơn. Phần thân của anh những viền vàng cũng như là màu xanh dương đặc trưng với hình dạng được tạo hình chiếc càng kẹp của Gartek Jester. Phần ngực của anh ấy được tô điểm bằng một màu đỏ. Gương mặt của anh ấy cũng tương tự như vậy, với cặp càng của Gartek dài hơn cũng như to hơn, giống như cặp sừng mà anh ấy sẽ sở hữu với tính cách của anh ấy. Một cặp sừng to và nặng như thế này được tô điểm bằng những màu vàng kim, và gương mặt của Gartek trở nên hung dữ như cứng cáp hơn bội phần so với hình dạng cơ bản. Vũ khí của anh ấy không có quá nhiều điều thay đổi, và tất nhiên không hề có Perfect Jester nào dành cho Gartek. Sau khi sử dụng khả năng đặc biệt mà Hyper Jester mang lại, Hyper Clock Up, phần ngực của anh ấy sẽ chuyển hóa từ đỏ sang vàng. Mặc dù không quá nhiều thay đổi, nhưng dù sao màu vàng này cũng sẽ làm tổng thể của Gartek trở nên đẹp và hài hòa hơn. Đây chỉ là một form trong một bộ phim tấu hài về Gartek, nên nó cũng không có quá nhiều điều đặc biệt, chỉ thay đổi ngoại hình, và dù sao có vẫn hơn không. Đòn tất sát của form này mang tên Hyper Kick, sử dụng cả hai phần là Hyper Jester cũng như Gartek để tạo nên cú đá Hyper Kick, là cú đá cực mạnh, có đôi chút khác biệt so với đòn Rider Kick cơ bản. Anh ấy sẽ có một lốc xoáy bên chân cú đá của mình, nguồn năng lượng tỏa ra từ đôi cánh sau khi chuyển hóa Hyper Clock Up cũng sẽ được tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng lớn, giúp anh ra đòn Rider Kick cực mạnh dán vào tinh Worm, kết liễu sự xấu số của tinh Worm này. Mặc dù nguồn năng lượng tỏa ra từ phía sau lưng nhìn giống đôi cánh của Kabuto Jester, chất thì gã tách méo có cánh nên không biết nguồn năng lượng này tỏa ra từ đâu nha. Đó cũng là kết thúc về toàn bộ những form của Gartek. Tất nhiên mình sẽ có một vài story nữa liên quan tới Kaburo Kabuto, có thể là tất cả những Jester và tất cả những Rider trong series này. Các bạn muốn xem nó hay là xem về những Rider khác? Mỗi thứ bảy hàng tuần vào lúc 7 giờ mình sẽ ra mắt clip mới trên kênh Radic On. Các bạn hãy comment phía dưới những video các bạn mong muốn mình sẽ ra mắt, cũng như hãy ủng hộ kênh này của mình nha. Xem quá trình. Bye.